Dân chủ tới cái mức này là cái ông bây giờ ông Steve Bannon ấy, xin lỗi rồi, mà ông Tổng thống Donald Trump bảo tôi không chấp nhận, không thèm á, không không thèm nhận cái lời xin lỗi đó. Mà ông Donald Trump nói rằng á, cuộc đời chính trị của ông Steve Bannon chấm dứt kể từ giờ phút này. Ông còn tuyên bố như vậy nữa. Thế còn bây giờ trở lại cái vấn đề mà sư một một hai vấn đề nữa của Hoa Kỳ, xong chúng tôi qua vấn đề Việt Nam và người Việt hải ngoại. Ông Donald Trump vẫn tiếp tục cái con đường gọi là nước Mỹ là của người Mỹ. Bằng chứng là 200.000 người di dân El Salvador, một nước ở miền Nam nước Mỹ, ở dưới cả bên 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 Mỹ nữa. Người El Salvador hồi đó nó có một cái cuộc chiến tranh, đúng ra thì nó không dính vào cái El Salvador nhưng mà nó cũng có liên hệ, là tại vì cái lực lượng kháng chiến quân của Nicaragua Nicaragua. Nicaragua thì họ dùng cái địa bàn của bên El Salvador, và khi họ đánh nhau đó thì một số người chạy qua bên Mỹ, và những người di dân này đã ở Mỹ cả 20 năm nay hoặc là 30 năm nay, và họ có cả con cả cái, và có những người 1/3 trong số 200.000 người này đó họ không phải là sống bằng welfare như là họ có nhà luôn và họ có con. Mà theo luật nước Mỹ đó, những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ automatic là quốc tịch Mỹ. Mà bây giờ nó ra ông Donald Trump đã ra lệnh 18 tháng kể từ bắt đầu là tháng Giêng này cho tới nửa năm 2019 là tất cả 200.000 người dân El Salvador này sẽ phải trở về nước El Salvador. Mà lúc trước đó có rất nhiều người lên án rằng á, đây là một cái vô nhân đạo, là bởi vì trẻ con nó tội tình gì đâu, mà theo luật Mỹ là khi nó sanh ở bên Mỹ nó là quốc tịch Mỹ, tại sao lại đuổi nó đi? Đấy. Hồi xưa là ai cũng đinh ninh là có những người Trung Quốc đi qua đây du lịch mang bầu, sanh con xong rồi nó là ở lại đây để nuôi con cho tới năm 18 tuổi. Luật Mỹ mà cho người mẹ được có quyền nuôi con cho tới năm 18 tuổi. Bây giờ đó hả, bất cứ người nào leo lên máy bay đi vào Mỹ mà phải có giấy chứng minh là cái thai đó là Tôi chưa tháng nào đến chưa chưa đến chưa 7 tháng, đến kỳ sinh chưa đến 7 tháng thì họ mới cho đi vào đi du lịch. Nếu mà bác sĩ làm cái giấy cái giấy giả hay là đó người mẹ sanh thiếu tháng, ví dụ vừa vừa vào trong cái mà cái giấy bà mới có 6 tháng mấy này, bà ở Mỹ mới được 7 tháng cái bà sanh con 7 tháng đó, cũng không được ở lại nữa, không phải dễ làm đâu. Thành ra cái vấn đề đó ông Obama, à quên xin lỗi, ông Donald Trump ông thực thi đúng cái nguyên tắc tôi đặt quyền lợi nước Mỹ lên đầu tiên và nước Mỹ là của người Mỹ. Có nghĩa rằng á, tất cả những người nào đang ở hợp pháp như bác Phương như tôi là kia đều là người Mỹ, chứ không phải là ông ấy kỳ thị là người Mỹ là chỉ là người Mỹ trắng. Đấy, không phải như vậy. Và ông ấy yêu cầu là Quốc hội chấp thuận cái đề xuất của Đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ đề nghị là cái bức tường xây ngăn cách giữa Hoa Kỳ và Mexico 18 tỷ. 18 tỷ. Thì ông bảo yêu cầu là Đảng Dân Chủ là lobby, tức là cái là vận động để cho Tường được xây. cái tường được xây 18 tỷ. Đó, thì quý vị thấy rằng á, lúc mà ông ra tranh cử ông bảo tôi sẽ xây cái tường nhưng mà tôi xây bằng tiền của tôi. Ông làm sao ông có tới 18 tỷ? Ông Donald Trump là giàu nhưng ông là tỷ phú nhưng mà không không ông không có, nếu ông có được 18 tỷ thì thôi ông nghèo luôn. Cái Nguyễn Trường Sơn đoàn kết thành công đại thành công. Cái đúng ra đó thì là đoàn kết đại đoàn kết.
thành công đại thành công. Sơn viết thiếu cái chữ đại đoàn kết này. Bây giờ nó chỉ thêm một cái nữa là bây giờ coi như cái chuyện Hoa Kỳ chúng tôi tạm dứt, nhưng mà nó đây là một cái dấu hiệu. Tóm tắt lại, cái tin mà ông Ed Roy đấy mà không ra ứng cử cuối nhiệm kỳ năm 2019, tức là tháng 11 năm 2018 này là ông không ra ứng cử nữa, là một cái tin rất buồn, bởi vì ông này là một cây cổ thụ của Đảng Cộng Hòa ở quận Cam này. Chưa có một đối thủ nào mà bên Dân Chủ ra tranh cử với ông mà được cái số phiếu là ngang ngửa với ông được. Ông thường thường ông còn đắc cử gấp đôi của cái đối thủ của ông nữa mà. Nhưng mà có điều là cái người buồn nhất chắc chắn là Đảng Việt Tân, bởi vì bây giờ là Đảng Việt Tân không còn chỗ dựa đó. Ngày xưa đó, những cái ông này này với lại bà Loretta Sanchez dẫn nhóm Đỗ Hoàng Điểm, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân đi vào họp ở trong Quốc hội này, họp xong rồi đi về chứ làm cái gì. Chúng tôi còn có một cái video của Đỗ Hoàng Điểm lên nói, tôi không nói cái ở trong cái buổi là họp Quốc hội, nói xong mà không có ai đặt vấn đề, không ai cái và họ cũng chẳng có đồng ý hay không đồng ý, toàn là cái vấn đề đưa những cái lời tố cáo y chang ở trên Facebook này đấy, mà không đưa một cái chứng minh. Thì chúng tôi sẽ có một cái live stream nói về quyển ngụy sử, và hiện tại quyển ngụy sử đang sắp sửa tới tay nhà báo, và tôi đã hứa rồi.